Tiếp theo đến mẫu chuyện thứ 63, thầy độ ông thầy Kiện Dậu. Năm Canh Thìn 1940, lúc người Pháp dời thầy về Nhân Nghĩa, lưu trú tại nhà ông Hương Bộ Võ Mậu Thạnh ở rạch So Đũa. Nơi đây xưa kia là một vùng dân cư còn thưa thớt, thì nay lại đông đúc, ghe xuồng đổ xô tới nhà ông Hương Bộ. Lúc nào người ta cũng tới tấp nập, kẻ nhờ ngài cho thuốc cho bùa để trị bệnh, người đến nghe thuyết pháp và phát nguyện quy y. Lúc ấy có cô giáo Sang, vợ ông thầy Kiện Dậu, đang mắc bệnh phổi khá nặng, đã chạy chữa khắp nơi mà không thuyên giảm chút nào. Vì thấy bệnh vợ quá nặng nên ông luật sư Mai Văn Dậu mới chở bà qua Pháp để chữa bệnh. Nhưng ông lại thất vọng, vì 6 ông bác sĩ ở Pháp cũng không trị hết được bệnh của vợ ông. Lúc bấy giờ bà mới bàn với chồng: "Thôi, ông đem tôi về nước đi, bệnh tôi chắc phải chết chứ không thể sống được. Thà về chết tại nhà cho có đủ mặt thân bằng quyến thuộc, chứ tôi không thể nào mạnh nổi đâu ông à." Thế là ông thầy Kiện Dậu đưa vợ về nhà. Bây giờ bà con lối xóm đến thăm, thấy bệnh bà quá nặng, có người chỉ ở nhà ông Bộ Thạnh ở Xà No có ông Đạo Linh lắm. Từ khi xuống đây tới giờ, ông Tư đã cứu biết bao nhiêu người được khỏi chết. Có rất nhiều bệnh bác sĩ Đông Tây đều bó tay, nhưng đem đến ông Tư thì được khỏi bệnh một cách dễ dàng. Ban đầu cô giáo Sang chưa tin, nhưng rồi cô được nhiều người điềm chỉ quá, nên cô quyết đến để nhờ thầy trị bệnh. Nhưng biết ý chồng mình không bao giờ tin tưởng và đồng ý cho mình đi đến mấy ông đạo mà trị bệnh bao giờ. Vì theo ông thì chỉ tin nơi khoa học là tuyệt đối, còn về thần quyền thì ông không thể tin có được. Thế nên thừa lúc ông đi vắng, bà mới kêu gia nhân đưa bà đi Xà No để gặp đức thầy. Đi đến nơi, họ ẵm bà lên đặt tại bộ giáng, bà chỉ còn một hơi thở yếu ớt. Người nhà nhờ thầy trị bệnh. Thầy bảo: "Ở Pháp 6 ông bác sĩ đã chạy rồi, bây giờ tôi đâu có thuốc gì mà nhờ tôi trị." Nói thế nhưng ngài cũng từ bi, vào trong múc một ly nước lạnh đem trao cho cô giáo Sang và bảo: "Cô hãy uống 1/4 ly nước này đi, còn bao nhiêu đem về uống thêm thì hết chứ không sao đâu." Cô giáo Sang tiếp ly nước, uống xong cô thấy trong người trở lại khỏe mạnh rất nhiều. Cô mừng rỡ tạ ơn thầy, rồi tự đi xuống thuyền, chứ không phải bồng ẵm như khi nãy. Khi được mạnh hẳn, bà mới kể lại chuyện này cho ông thầy Kiện nghe. Chẳng những ông không tin mà còn bài bác nữa. Mẹ ông nói: "Ông Tư Hòa Hảo là vị Phật lâm phàm để cứu dân độ thế, con không nên bài bác mà có lỗi với bề trên. Hãy nghe lời mẹ đến đó để tạ ơn ngài, vì ngài đã cứu tử cho vợ của con, để tỏ ra người biết lẽ phải trái nghĩa nhân." Ông thầy Kiện không dám cãi mẹ, hôm sau cho người chèo thuyền đưa ông đi đến gặp đức thầy. Dụng ý của ông thầy Kiện là ngoài chuyện vừa lòng mẹ mình, ông lại muốn biết rõ coi ông đạo này đức độ ra sao, mà người người đều đến tấp nập để quy y và không tiếc lời ca tụng. Trước khi đi, ông đã viết sẵn một bài thơ để bài bác đức thầy. Khi xuống ghe, ông đọc đi đọc lại cho thuộc lòng, rồi bật hột quẹt, đốt bài thơ ấy, dói ra cửa bỏ tàn xuống sông. Khi đến nơi, thầy nhìn ông thầy Kiện, cười và nói rằng: "Trước khi đến đây, ông có viết bài thi cho tôi." Vừa nói, ngài vừa đưa bài thơ cho ông thầy Kiện xem và hỏi: "Ông nhìn coi có phải là bài thi của ông không?" Ông Dậu tái mặt, vì bài thi đó ông đã đốt và bỏ xuống sông khi nãy, mà nay bài thơ này trong tay của thầy quả thật không sai, chính dòng chữ và lời văn của mình. Vì quá kính phục đức thầy nên sau khi nghe pháp, ông Kiện Dậu liền phát nguyện quy y, viết theo lời ông Trần Minh Quang. Sau đây là lời phụ bình: chẳng những một cô giáo Sang được đức thầy cứu khỏi bệnh nặng, mà cả hàng ngàn hàng vạn người được ngài cứu khỏi bệnh mà phát nguyện quy y. Bởi căn cơ của chúng sanh
sanh ở vào thời hảo quân này, phần nhiều là kẻ nghiệp nặng tình sâu. Thế nên phương tiện độ đời của Ngài phải tùy cơ mà quá độ. Tuy có phải dùng tam độ nhất như, nhưng mục đích chánh của Ngài là diệu nhân sanh khỏi chốn mê lầm, bờ giác ngàn kiên tâm lần bước tới. Ông thầy Kiên Dậu cũng như các học giả khác, bởi ỷ vào sự học rộng hiểu nhiều của mình, nên cái tự ngã quá nặng dưới mắt của ông là không ai có thể hơn mình. Nên dù vợ ông đã được Ngài cứu khỏi bệnh nan y, thế mà thay vì sự biết ơn, ông lại còn làm thi để tỏ ra kiêu ngạo. Trường hợp này nếu Đức Thầy không cho ông thấy được lẽ diệu quyền của Phật Pháp, thì khó diệt được tánh kiêu ngạo của ông Dậu. Thật Ngài quả là một bậc đại giác, nên rất tự tại trên phương diện quá chúng độ tha. Câu chuyện trên cho ta thấy tài phương tiện khéo léo của Đấng Cha Lành đã từ bi tế độ hết các bậc, dù sang hèn, ngu trí, nếu chịu hồi tâm thì đều được Ngài dìu đến bờ an lạc.